Minh Phi xin kính chào quý vị trong chương trình Cà phê Sài Gòn sáng ngày 15 tháng 11 trên kênh truyền hình FPNC. Minh Phi xin mời quý vị dành ít phút để chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ anh Ngô Phụng Hiệp, Giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư công ty chứng khoán ACB. Vâng, thưa anh Hiệp, trong bối cảnh thị trường đang có những cái diễn biến rung lắc như vậy thì chúng tôi nhận thấy rằng dòng tiền có xu hướng chuyển sang các cổ phiếu đầu cơ như FLC hoặc là ITA. Anh đánh giá như thế nào về xu hướng này ạ? Dạ vâng, đúng là trong thời gian một vài ngày gần đây đó thì dòng tiền có chuyển vào những cái cổ phiếu penny, những cổ phiếu nhỏ hoặc là những cổ phiếu mà gọi là mang tính đầu cơ. Vâng. Như FLC thì thanh khoản của trong một vài tuần gần đây cũng có tăng. Thế tuy nhiên á, theo quan điểm của chúng tôi đó thì các cái cổ phiếu đầu cơ sẽ có cái thu hút được nhiều các cái dòng tiền của nhà đầu tư khi mà thị trường đang trong một cái tình trạng gọi là có thể gọi là nóng sốt, tức là thị trường tăng mạnh. Vâng. Thì nhiều khả năng là các cái cổ phiếu đầu cơ sẽ có những cái phiên tăng mà kéo dài. Còn trong cái tình trạng mà thị trường đi ngang như hiện tại đó thì tôi nghĩ là cái hiện tượng đó sẽ không thể kéo dài được lâu. Vậy theo cái quan điểm của anh thì anh có thể chia sẻ thêm một chút với cái thời điểm hiện tại này, khi mà đầu tư vào các cổ phiếu đầu cơ có vẻ là khả quan hơn là các cổ phiếu blue chip, đúng không ạ? Thì bản chất các cổ phiếu mà đã gọi là đầu cơ đó thì thường thường nếu mà người ta đầu tư đúng đó, vâng, thì mua trúng nhầm cái cổ phiếu mà nó tăng đó thì cái lợi nhuận nó sẽ trong ngắn hạn đó, nó sẽ cao hơn là đầu tư vào các cái cổ phiếu blue chip. Vâng. Thế tuy nhiên đi kèm với cái lợi nhuận tiềm năng đó là cái rủi ro. Nếu mà các nhà đầu tư gọi là nói nôm na là mua nhầm cổ phiếu đó đó thì cũng có thể là dẫn đến là cái lỗ nó sẽ cao hơn là các cái cổ phiếu blue chip. Vâng, vậy thì nó sẽ thiên về cái yếu tố may rủi hay là còn những cái điều gì có thể can thiệp vào đó không ạ? Chúng tôi nghĩ là cái yếu tố may rủi là nó sẽ nếu mà so với các cái cổ phiếu blue chip, các cổ phiếu có cơ bản tốt đó thì cái tính đương nhiên là đầu tư thì nó có cái tính may rủi ít hay nhiều thôi, nhưng mà các cổ phiếu blue chip như là Vinamilk đó thì cái tính may rủi nó thấp hơn. Vâng. Còn các cái cổ phiếu đầu cơ thì đúng là cái tính may rủi nó có cao hơn. Vâng, có thể thấy là trong những cái phiên gần đây thì có sự sụt giảm của giá dầu thế giới, và có lẽ vì vậy mà cổ phiếu dầu khí thì cũng đang chịu những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực, mà không biết là tình trạng này trong thời gian tới có còn tiếp tục kéo dài không thưa anh? Thật mà nói, để mà dự báo giá dầu thì nó rất là khó. Vâng. Giá dầu và giá các cái nguyên vật liệu hàng hóa khác gọi chung là commodity á, thì rất là khó. Hiện tại thì giá dầu đang ở vùng khoảng 40 mấy đô một thùng đó, là mức cũng khá là thấp so với lại một vài tháng trước đây. Một trong những nguyên nhân đó là cái nguồn cung gần đây nó có tăng lên. Vâng. Và giá dầu nó phụ thuộc rất nhiều những cái yếu tố chính trị kinh tế trên thế giới, cho nên khó có thể nói là trong thời gian tới giá dầu có thể phục hồi mạnh hay không. Thế tuy nhiên một trong những cái cơ sở là có một số cái báo cáo của các cái bộ phận nghiên cứu trên thế giới đó thì họ nói rằng là cái vùng giá họ đặt cái mục tiêu là đến cuối năm hoặc là đến giữa năm sau thì giá dầu có thể lên được 50-55 đô một thùng, thì nó cũng không phải là một cái mức tăng quá cao, cho nên cái kịch bản có thể xảy ra cao nhất đó là có thể là giá dầu sẽ dao động quanh cái vùng mức hiện tại cho đến khoảng 50 đô một thùng từ đây đến cuối năm. Vâng. Và nếu kịch bản nó xảy ra đó thì có lẽ là các cái công ty trong cái ngành dầu khí ở Việt Nam thì chắc cũng sẽ không có cái cổ phiếu của công ty đó, chắc là cũng sẽ không có sự đột biến nào đáng kể từ đến cuối năm. Vâng thưa anh, trái ngược với dầu khí thì có vẻ là cổ phiếu của nhóm ngành thép lại có những cái biểu hiện rất là tích cực, mặc dù là có khá nhiều những cái quan ngại trước đó. Không biết là đối với nhóm ngành này thì anh có nhận xét như thế nào và anh nghĩ gì ạ? Một vài ngày giao dịch gần đây đó thì các cái cổ phiếu ngành thép như là Hoa Sen hoặc là Hòa Phát đó, thì cũng có cái sự phục hồi giá cổ phiếu, có sự phục hồi. Thì một trong những nguyên nhân đó là cái giá thép trên thế giới hiện tại thì cũng đang trong cái xu thế tăng. Thì các cái nếu mà cái giá thép tiếp tục tăng á, thì có nhiều khả năng là bởi vì các cái công ty này họ cũng có cái lượng tồn kho thép khá lớn, thì nếu mà giá thép trên thế giới tiếp tục tăng á, thì nhiều khả năng là lợi nhuận quý 4
cũng sẽ rất là tốt, tốt giống như là ba quý trước đây. Thì nếu cái kịch bản nó xảy ra thì cái giá cổ phiếu của các công ty thép nhiều khả năng cũng sẽ có sự tăng trưởng tốt từ đây đến cuối năm. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, những chia sẻ của anh Ngô Phụng Hiệp hy vọng rằng đã giúp cho các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan về diễn biến của thị trường. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin tiếp theo trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 15 tháng 11, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để chúng ta cùng điểm lại những nội dung nổi bật. Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 với 82,15% số đại biểu tán thành. Đáng chú ý, năm sau tổng chi vẫn cao hơn tổng thu. Theo đó, năm 2017 dự kiến tổng thu ngân sách trung ương là gần 730.000 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách trung ương là hơn 902.000 tỷ đồng. Tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho địa phương giảm ở một số thành phố, chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh giảm 5%, Đà Nẵng giảm 17%. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết các đơn vị tư vấn Hàn Quốc đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh metro số 4B1. Đây là tuyến metro nối từ công viên Hoàng Văn Thụ đến nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất, tổng mức đầu tư khoảng 250 triệu đô la Mỹ, dự kiến đến quý 1 năm 2019 khởi công và hoàn thành vào năm 2024. Nhằm tăng sức cạnh tranh với loại hình vé số tự chọn mới xuất hiện, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa ra quyết định nâng giá trị giải đặc biệt của vé số truyền thống từ 1 tỷ rưỡi lên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai giải nhì và giải phụ đặc biệt lại giảm xuống, các giải còn lại vẫn như cũ. Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết việc điều chỉnh này nhằm nâng cao sự hấp dẫn của giải đặc biệt, tăng sức cạnh tranh với loại hình xổ số điện toán mới ra đời với hai đợt trao giải với giá trị hàng chục tỷ đồng được biết đến trong nhiều ngày gần đây. Cuối tuần qua, người dân Ấn Độ mệt mỏi xếp hàng dài bên ngoài các ngân hàng trên khắp đất nước để đổi tiền sau khi Thủ tướng Narendra Modi đột ngột thông báo ngừng giao dịch tiền giấy mệnh giá lớn trong chiến dịch truy quét tiền đen. Thủ tướng cho biết khoảng 256 tỷ đô la đang bị thất thoát vì tham nhũng, tiền giả và thậm chí được dùng chi trả cho những cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo chống lại Ấn Độ. Trong khi giới chức Hàn Quốc đang tiến hành hàng loạt các vụ triệu tập và thẩm vấn nhắm vào lãnh đạo các tập đoàn lớn, thì trên đường phố Seoul, biểu tình đang ngày càng leo thang. Cuối tuần qua, số người tham gia biểu tình đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức đã lên đến hàng triệu người. Đáng chú ý, người biểu tình không chỉ là người dân ở thủ đô Seoul mà còn đổ về từ khắp nơi ở Hàn Quốc. Hơn 25.000 cảnh sát đã được huy động để tránh biểu tình leo thang thành bạo lực gần phủ Tổng thống Hàn Quốc, nay còn gọi là Nhà Xanh. Nhà Xanh hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào đối với cuộc biểu tình lớn nhất tại Hàn Quốc trong 30 năm qua. Thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 15 tháng 11 trên kênh truyền hình FPNC. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin chi tiết khác. Vui lòng truy cập ngay vào website của chúng tôi ở địa chỉ fpnc.vn. Quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều thành công. Còn bây giờ, Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.